này cái thùng xốp này các bạn, và mình sẽ trồng rau vào đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ trồng. Cái này là do oxy hóa hết các bạn. Đây, đang tươi tuôn. Mấy cục xin luôn đây, xin đây các bạn, đang hết tầm chuyển hết. Vậy xong các bạn nhé, thì đây mình sẽ làm một cái chậu mới cho nó đang đó. Giờ cái này là salad các bạn, làm trên bắp cải ấy, thì nó không cuốn được các bạn, nó chỉ cao lên thôi.